Xuân Lâm xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho ngày 2 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tại Lâm Đồng, trong 10 ngày tới thì tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hoạt động của đới gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết ở các khu vực có khả năng là nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to, tập trung vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, lượng mưa phổ biến đạt thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nên nhiệt độ không khí trung bình đạt xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm. Vào ngày mai thì nhiệt độ toàn tỉnh dao động từ 16 đến 32 độ C. Cụ thể, khu vực các huyện phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông, nên nhiệt độ khu vực này có tăng 1 đến 2 độ so với tuần trước. Cụ thể, dao động từ 16 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Khu vực các huyện phía đông của tỉnh Lâm Đồng, gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh, thời tiết khu vực này chủ yếu là trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng, gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực các huyện phía tây nam của tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên, nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thưa quý vị, trước đây ở thôn 2 và thôn 3 của xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, thì người dân chăn nuôi vịt để phát triển kinh tế khá nhiều. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là nuôi trên nền đất với hình thức nuôi thả vườn truyền thống. 2 năm trở lại đây, ở Gia Lâm đã có một vài hộ chuyển sang mô hình nuôi vịt trên sàn. Hiệu quả từ thực tế cho thấy, nuôi vịt trên sàn đã giúp tạo môi trường tốt để đàn vịt phát triển khỏe mạnh. Để tìm hiểu thêm hiệu quả của mô hình này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngày sau đây. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.